Chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đều điện thoại Sony Z1 được tháo rời ra, chờ thay mới màn hình để di động cao cấp cho VN. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan đến phần màn hình cảm ứng của Sony Z1 lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới màn hình cho điện thoại Sony Z1. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để được tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Di động cao cấp.vn có rất nhiều video hướng dẫn chi tiết cụ thể cách thay màn hình cho Sony Z1. Ở video này, di động cao cấp.vn không nói về cách thay hay hướng dẫn thay, mà chỉ đơn giản là giải đáp một số thắc mắc quý vị các bạn liên quan dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng của Sony Z1 đang thực hiện tại di động cao cấp.vn. Thì đầu tiên là tôi ở xa, tôi muốn thay màn hình cho Sony Z1 có được không? Được chứ các bạn, rất là đơn giản thôi. Quý vị các bạn liên hệ 0911582123, chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể vị các bạn. Ví dụ như các bạn ở xa, các bạn không đến được di động cao cấp.vn, chúng tôi sẽ chuyển màn hình đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. Quý vị nhận được màn hình, quý vị các bạn thanh toán tiền trên bưu điện, hoặc quý vị các bạn gửi máy đến di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới màn hình cho Sony Z1 xong, chúng tôi sẽ gửi ngược lại cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn nhận được máy, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện. Nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Câu hỏi tiếp theo là tại thời điểm 2021 này thì có sẵn màn hình của Sony Z1 hay không? Vì máy nó ra đời rất là lâu rồi. Thì di động cao cấp.vn vẫn luôn có sẵn, không chỉ là màn hình của Sony Z1 mà mọi loại màn hình của Sony đều có sẵn để di động cao cấp.vn chờ thay mới vị các bạn khi cần. Câu hỏi tiếp theo liên quan dịch vụ thay mới màn hình của Sony Z1 là tôi ở khi tôi thay màn hình Sony Z1 thì có ảnh hưởng đến các linh kiện khác của máy hay không? Thì hoàn toàn không các bạn nhé. Màn hình là màn hình, vỡ màn hình chỉ cần thay màn hình là xong. Câu hỏi tiếp theo là khi tôi thay xong màn hình Sony Z1 thì được bảo hành bao lâu? Được bảo hành 3 tháng đến 18 tháng tùy theo gói bảo hành quý vị các bạn mua. Mặc định là bảo hành 3 tháng, thay xong là bảo hành 3 tháng. Có các bạn muốn bảo hành 6 tháng, 12 tháng hay 18 tháng thì mua thêm gói bảo hành thôi. Rất là đơn giản, an toàn và tiện lợi. Đó là một số thắc mắc liên quan dịch vụ thay mới màn hình, sửa lỗi hỏng màn hình tại di động cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Sony Z1 tại di động cao cấp.vn. Mọi thắc mắc thêm về dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng cho điện thoại Sony Z1, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn. Xin cảm ơn vị bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng của điện thoại Sony Z1 hàng đầu hiện nay.